người ta hành căn hả, người ta chết lên chết xuống chứ không phải em vậy đâu. Dạ. Tại em có em biết là em 26 năm lận chứ không phải đâu. Người ta hả như ơn trên mà đo là người ta chọn mình này, cái thân xác của mình này phải cho sạch sẽ cho tốt đẹp rồi này kia nọ chứ không phải anh dĩ đâu, Dạ. à, chứ đâu phải chuyện giỡn đâu anh. À, em 26 năm này lang thang ngoài đường, bỏ con bỏ cái bỏ chồng chứ không phải anh dĩ đâu. Em nói thiệt, những cái người đó ta mượn đó, ta mượn ta kiếm tiền rồi tao ấy chứ còn không có đâu. Dạ. Phật ở em nói cho anh nghe nè, em bị nè hầu 18 tuổi nha, 18 tuổi giàu mẹ em khi mà mở khi mà chữa hết trùng mẹ em bắt lấy chồng mà đến 20 hành em hầu 18 tuổi xong bớt đỡ nha, đến 20 tuổi hành em năm này đúng là 26 năm nè, 26 năm là đúng thực sự luôn là em hả đi năm bệnh viện không biết bệnh gì hết á, em nói thật luôn đó, đi tùm lum hết không phải giỡn đâu. Đấy mà nói hành căn mình kinh dĩ thôi, người ta ở cái hành căn á là em nói anh nghe này, mình không có biết cái gì mình gì hết á, nó thẫn thờ thờ thẫn lắm chứ không phải mà mãi đâu. Cái xác người ta dập vô mình á là em nói nè, ba hầu tỉnh ba hầu mê chứ không phải mà à chỉ mà anh dĩ mà con cái rồi bỏ mà đi lấy thêm về tắm với thêm một người mới, nó làm sao mà mình phải sạch sẽ cho cái tâm mình phải tịnh độ người ta mới ghé vào người ta độ mình, không không có nào mà khai nhãn vậy cho mình hết, nó tào lao. Em nói thật sự luôn đó, em 26 năm là em nói thẳng luôn á đó. Đó, mà em nói thật cho hả, giờ hiện tại giờ hả mở ra hả nhiều khi em hả em cứu độ cho chúng sanh, em không làm em bệnh nè mà em vẫn còn đi buôn bán đó. Nó địa danh không có đâu, mấy người đó là chỉ là để kiếm tiền mạnh thần quân lên để mà ấy được. Nhiều người anh thấy ông trời hàng đá vô nó ngáo, nó cũng như vậy mỗi lần ngang lên lên cơn mà ngáp ghê lắm, em nói thiệt luôn á, Đúng rồi. nhau á ủ rũ ù rù á là mấy người chính xác là có căn, em nói thật Chị tại em sống. có thấy là Dạ ven đó, mỗi lần ngồi lâu lâu tí là bắt đầu nó ngáp lên ngáp xuống, và không không có đâu, kiểu như là đó là không phải đâu, cái chơi ma túy cái mà. kiểu đó, cái kiểu đó nó làm như giống đó là anh biết không, cái kiểu đó nó làm như cái kiểu mà cho hàng đá mà lên cơn vậy đó. Em có đâu, em mới biết nè, em nói thiệt em nó hả em nhiều khi chồng em hả bỏ em đi lang thang em đi nữa mà hả đi cầm con đi kiếm nó phải in vậy thôi, phải kiếm tiền nữa, ông cái nào đúng thì mình thấy mình nói thôi. Mà em có em bị 26 năm rồi, ít ra À, không giỡn đâu. chị quê ở đâu? Ừ. Em ở ngoài Bình Thuận á, em thấy em coi em nghĩ là không có được, em nói thật đó là nhờ cái sự tiền của các mạnh thượng quân thương, chứ còn em nói nha, ý á em nói này, khi á mình mà có căn nhân tâm mình cho tốt đẹp, ơn trên ta sạn đò ta sạn lọc ta đãi cho đãi sạn lắm anh, như cái hột thóc với hột gạo ta đãi hết đầu á để trông cho sạch, người ta cho mình được ta lấy mình được đó, cái đó tào lao đó đó. Em nói thật, em nói thật sự tại em hành này anh biết không, đi năm bệnh viện em á, đi năm bệnh viện này sạch một sạch là một này, trung tâm hòa hảo là hai này, bình dân là ba này, cái gì đại học y dược là bốn này, dưới quê em là ở bài Phan Thiết đó, là em ở Bình Thuận mà đi ra Phan Thiết á, là đi ra đó là cái bệnh viện đó là cũng lớn lắm đó, là năm bệnh viện mà khám em không biết bệnh gì hết luôn á, nói em đó là một là đột quỵ, hai tai biến, thứ ba nữa tiểu đường, mà rút cuộc em đâu có bị gì đâu, không phải giỡn đâu, nó tào lao đó. Em nói thật sự, em có em 26 năm nói đó là không có đâu. Nhiều khi anh biết những cái người mà anh coi hàng đá chua hết cơn á, cái độ ngáp nó như người có căn gì đó, nhiều người ta không biết, tôi nói ông này bà kia vẫn có đâu, đã có căn nữa là người ta hả khổ lắm anh ơi, khổ sở lắm, thử thách tôi tu người mình có vượt qua hay không, về thử thách về tiền bạc mình có còn hai chữ tham sân si hận thù nữa không cả, nói giỡn đâu. Điều người không biết là nói ừ khi á nha em đi mở này
cái đêm đó, đêm cuối cùng mà em nói em muốn chết không mà. Mà đêm cuối cùng anh biết không, cái em xuống một cái ngôi chùa đó, em nằm chốc mắt gì á, mà chồng em đi kiếm em không có luôn. Một cái ánh sáng hào quang mà điển cho em á, là màu đỏ, mà đỏ mà kiểu như nhưng với tỷ bóng điện á, là nó bằng trắng, đúng anh nghĩ đúng không? Còn đây hả, nó như một màu đỏ như mà giấy đỏ trắng gì á, điển vô trong đầu em ấy. Em vừa nằm kiểu tiểu gì, chồng em điện cái, lúc đó 7 giờ đêm á, chồng em điện hỏi, ủa Hằng đi đâu Hằng? Để em không dám nói, em nói là em xuống chùa em nằm, em đi lang thang, như con điên vậy đó, anh biết không? Mà hả, đầu hả, xong đầu điện cho em, vậy em giật mình, em thấy một ánh hào quang rất là đẹp. Đầu hả, đó xong đầu ngày mai là em đi kiếm, tự ơn nha. 3 giờ sáng là em đi kiếm những cái thầy để mở cho em. Không phải em vậy đâu. Nói như đó người ta lừa lọc, người ta kiếm tiền, bộ trong mọi nhờ mượn cái phận mật khi. Đã một người mà có căn hành rồi nha, không bao giờ gian díu với chồng, không có bao giờ, không bao giờ gian díu với cái tình dục. Em nói thật luôn, em nói thật luôn nha. Khi mà nó em giờ em nói thật, dù có sao thì em nói vậy chứ, tại em có phần âm trong người em rồi. Nếu mà em nói láo người ta phạt em chết luôn á. Em nói nhanh nha, khi mà đến với chồng con ở hẹn mai hẹn mốt hẹn bữa này bữa kia, không phải như cái người đó đâu, ta ham tình dục đâu, nói thiệt với anh luôn đó. Tại em trải qua rồi, hầu em 18 tuổi, năm này em 44 tuổi, là 26 năm là cuộc đời em cỡ nào anh biết không? Dằn vặt bản thân em, hở dằn vặt này kia cái nọ, đau khổ lắm anh ơi. Ra đường người ta kêu mình khùng này khùng kia mà vẫn chấp nhận, nước mắt chan cơm mà vẫn ngầu đâu ngát đó, ngầu đâu lên cơn ngầu đó, mà khi cái người đó người ta vô ta mượn mình rồi nha. Ừ. Không phải này kia kia nọ, chứ không phải như anh dĩ đâu, có đâu anh ơi. Cái đó là ta kiểu như cái tâm của người ta, ta tạo ra kiếm cái này kia nọ chứ còn không có đâu. Đó là tà ma quỷ đạo nó vô nó mượn rồi, nó là bậy bạ, có đâu căng nào mà hành đến vậy. Dạ. Em nói thiệt với anh hả, nửa đêm nha, đang ngủ với con với chồng đi, bỏ chồng con đi, đóng cửa gì á, đi lang thang ngoài đường mà đi vẫn cho về nha anh, bây giờ không đâu. Em nói thiệt, đó là em, tại em bị rồi em biết này. Nếu mà người thực sự hành căng á, người ta đàng hoàng lắm, là ta hả, biết nè, biết trên biết dưới, biết này biết kia, biết hàng đêm tu tâm tích lũy này, niệm Phật này. Có những người đó ta nói này nói kia, lấy cái pháp thì pháp đó, hút mẹ gì trong tivi đồ nói lùm lum đó, thì nó học cái đó nó nói thôi. Chứ còn như á, khi cái thằng người ta vô với mình rồi nha, là bên với tỷ là tay trái của ta, tay mặt của mình, là trong khi mình nhiều khi á, mới lần đầu là mình không biết, sao lại mình tỉnh mình biết hết á, chứ không phải người ta không biết đâu. Yeah. Cái đò đó à, em tại em có thì mới hiểu, chứ còn nói thật chỉ rằng không phải em nói gì thì vợ mà giúp đỡ cho tỷ cho hoại đồ thì em cũng mừng thôi. Nói chung là mình chúng sanh mà mình thấy chỉ là mình mừng cho người ta thôi, chứ mình không có cái gì hết, mà đừng có kiểu đó mình, tại mình thấy chỉ là không có được, nó làm em nghĩ là không có được, đúng rồi, mối lừa gạt rồi lừa đảo luôn á. À, đúng rồi, tại em nói thật với anh nha, đau khổ lắm. Chồng em nữa, nó thấy gì nó bỏ bộ anh, nó bỏ em rồi nha, mà cho em vẫn cho hành, mà vẫn cho em làm nữa, làm buôn bán nhà cửa mấy cái, buôn bán vẫn làm. Mà em nói thiệt, em xin đó, em không có làm đâu, mà không làm thì em bệnh, ông thầy em nói phải làm chứ không làm đâu, con không làm đâu, thầy già thì cứu con không có được nữa. Em nói thiệt chứ đâu phải mà nói mà nói căng nói người Phật nào nằm ở dưới vũng, Phật nào chỉ là điển cho mình một ấy thôi, cái điển cho mình một giây như một trí huệ nào thôi, là không có, là cái thằng đó nó vô là mình nói thôi, chứ còn nói là nó Phật nào mà nó vô cho nó ở dưới vũng đầu lao đó, là mượn nói thôi, mượn đạo mà tạo đời chứ. Đây em nói thật đó. Dạ. Tại em có rồi em mới biết, em sống với người ta hả, nói chung lại nói thiệt với anh, cho em sống người anh nhiều hơn là người dương. Em sống sao, em sống người anh á, nhiều khi em nói với chồng em luôn á, tôi như vậy này, tôi cảm thấy á, tôi sống tôi không để ai đau khổ cho tôi hết, tại tôi biết bản thân của tôi như vậy. Ông có lấy vợ thì ông lấy, tôi cho một cái nhà, một chiếc xe, bảo hiểm tiết kiệm tôi cho hết tất cả, tại mình sống với cái anh nhiều hơn mà, đâu có sống người dương được đâu. Tôi nghĩ rằng vẫn cũng được, cũng vẫn được, mà điều cái tình dục người ta không có cao đến. Có là em nói thật sự luôn, có là em nói thật, cũng vẫn sống chung mà đều có tình dục, mà với tỷ chồng mình còn trẻ quá, làm sao mà mình ấy được, anh nghĩ đúng không? Đúng rồi. Mình cũng cho chồng mình thoải mái, mình đã khi mình đã cắt căng rồi, mình không có để người ta đau khổ với mình.
Giờ em bớt, em hết trầu mà em thấy coi vậy, tối ngày nào em con cũng coi về phần linh hết, mà em thấy là không có đúng, em mới nói. Tại mình có căn có phần, mình đừng nên nói láo. Nói láo là mang tội chết đó anh. Nhiều khi em mà mình nói láo là đâu là ta phạt mình chứ. Phạt mình chứ, không phải chuyện giỡn đâu. Không phải muốn nói là nói đâu. Nó bị vô đó. Đáng lẽ là đâu phải em vậy đâu. Người mình sống mình có một cái lương tâm con cái, anh nghĩ đi. Vợ biết rằng là ơn trên cho mình thì con cái của mình phải lo chứ. Khi trách nhiệm Mạnh Thịnh Vân cho mình đi tu đi đồ mà con mình chưa lo được nữa, trong nhà mình còn lo chưa được nữa, muốn chi vợ tự nhiên vậy, thấy Mạnh Thịnh Vân cho tiền nhiều quá, giàu đậu cái cặp người khác rồi con mình bỏ vơ chưa, anh nghĩ đúng không? Dù cho tu ở trong nhà mới có quay đường, anh nghĩ đúng không? Lo trong nhà mình không có quay đường chứ, dù cho mình vất vả bây giờ Mạnh Thịnh Vân có, mình phải lo cho con mình chứ. Tự nhiên có được mấy đồng á, dầu đậu kia kiểu đi này đi kia làm gì? Có đó anh ơi, mấy người đó dạ mượn đạo tạo đồ, em nói thẳng luôn, tại em có cặn rồi em mới biết. Em này 26 năm chồng, còn mẹ bất cứ mẹ hay Phật nào chỉ độ mơ, chỉ khai nhãn cho mình cái một lần thôi chứ không có lần thứ hai. Mẹ thì khắp biển 4-5 châu, cha trời mẹ đất khắp biển 5 châu, đâu phải một mình mày con đâu, cho mày hoài, anh nghĩ đúng không? Đâu phải là mày một mình mày con đâu. Ủa ai cũng chỗ nào ta đi chỗ khác ta độ cho người khác, ta đi chỗ khác ta độ cho người này người kia, cho bao khắp bốn biển năm châu đấy một chỗ đâu mà bộ làm như một mình nó vậy, lúc nào cũng Phật ơi kể chơi cho nó biết là nó con của Phật, chỉ một mình nó là con, anh nghĩ đúng không? Mỗi lần nói ra lúc nào là nó cũng là con của Phật, không có đâu đó, là em nói thật sự luôn. Tại mình sống mình có thì mình mới hiểu, chứ còn không có đâu, người ta nói mình nói tình bậy bạ, tại em có đâu. Em anh biết không, nửa đêm mà đang ngủ với con cái mà dẫn đi đến 3 giờ sáng 2 giờ sáng rồi về rồi xong đầu ở sáng em đi làm, em xuống biển xong rồi em nó nằm hơi giặt giờ em nó con người mà có cái đó nó khổ, rất là khổ, đau khổ. Giờ em thấy những cái người mà đi hành á, hành căng mà ở ngoài đường mà lang thang mà chưa có thầy mở, em rất là thương những cái người đó, em nói thật sự luôn, em rất là thương. Tại cuộc đời mình trải qua đâu, tại cuộc đời mình trải qua 26 năm rồi, mình mới thấy, mình mới biết cái hiểu là cuộc đời ra làm sao, là mình biết là cái những cái người đó là cỡ nào hành, cỡ nào như mình vậy. Mình cũng như người ta mà người ta là chưa được có mở phúc hậu ra đi lang thang, còn mình được phúc hậu. Em những thương người đó lắm anh, em nói thật luôn. Nhiều người mà đi lang thang mà em gặp bệnh em dĩ hả, là em nói thật luôn, em cứu được thì cứu, còn không cứu được em chở xuống thầy, em chỉ thầy em cứu ra. Em nói thật sự luôn, em không bao giờ em nói ra. Đời mình á, mình ăn thật, mình nói thật, cái gì nó cũng thật đến cho mình hết. Mình nói láo nói sợ, mình mới sợ thôi. Mình phải hai chữ á, mình phải sợ là nói láo đồ, còn đây mình không có bao giờ nói láo. Có lẽ em nói thật sự chứ không có đâu. Em này, con cái hiện tại mà chồng con em nó sợ luôn á. Khi, đầu khi mà hết á, ơn trên cho em hết đầu nha, là giờ em sống với con cái chồng con bình thường, mà đến ăn ở không có được đâu anh. Đừng có nói mà nói có căn mà ở với chồng con vẫn ở, mà đều sống như kiểu như là ly thân vậy đó. Thật sự nói luôn đó, chứ không phải giỡn đâu. Mỗi lần mà chồng em là vô ngủ chung với em thôi, kiểu như ngủ nằm trong một cái giường thôi, hoặc là ổng nằm trên người em nằm dưới, hay hoặc nằm ổng nằm trên võng em nằm dưới, chứ không bao giờ mà ngủ đụng ai hết á. Nằm ổng nằm tới ổng đầu cũng chịu không nổi luôn. Đừng nói chuyện giỡn mà nói mà có canh hằng mà giờ tự nhiên đi lấy chồng, có đâu. Đó là thì có là cái đó là on trái, kiểu như là bên tâm tâm thì Phật, bên thì tâm thờ Phật, bên thì tâm ma, nó lộn chung lại nó mới hành gì có. Là em nói thật luôn á, em năm nay 44 tuổi, em ở là gì bình thường nha. Cuộc đời của em chả biết bao nhiêu dòng tố, nhiều khi anh biết không, chán đời nha, mà xe chạy xe tải á, đâm vô em tô vô xe tải, mà xe tải lách em mà không té em sao nữa con, đồ chán đời đồ chết nữa đó. Nó dễ đâu, không phải dễ đâu anh. Người ta mà có căn á, ơn trên đưa xuống á, ta đãi cho, đãi sạn này, ta đãi này, coi mình có đẹp đẽ không, ta mượn vào coi thử mình này có giúp cho chúng sanh, cứu đời chúng sanh, hay là đi gạt đi lường ai mà ghé vào. Tâm tốt ta mới ghé vào, cho đồ mà tầm bậy bạ với ai ghé vào, ma quỷ nhập thì có đó, em nói thật luôn đó. Không có đâu. Nếu
mà nếu mà có căn thực sự nha, người ta phải lừa đảo, ta phải lừa, ta chọn lọc có đẹp để không, ta bước vào để giúp cho trần gian ba cánh, kiểu như một cái khu phố hay một cái xóm phải có một người anh vậy để giúp cho đời, để giúp cho chúng sanh, chứ không phải mà vô mà lấy mà vô cộng đồng, vô thấy rồi nói này kia nọ rồi lấy tiền có đâu. Đó là em nói thực sự đó, một khu vực nào đó, một xóm, một tổ hay là một cái thị xã hay một cái tỉnh nào đó cũng có một người là ơn trên đưa xuống để giúp cái trần gian ba tánh, chứ không có mà tàu lao mà nó ông lên bà xuống rồi nói anh này kia kia nọ. Em nói này, trung căn, tinh linh căn, tiểu căn là trong ba người á, cái anh biết không, cái trung á, cái trung là không có giúp được gì hết, ông lên bà xuống nói bậy bạ lấy tiền rồi này kia nọ thôi. Còn cái linh căn á, nó giúp cho đời, ta không bao giờ nói mày biết tao, tao biết mày, không có xưng tanh xưng tốn gì hết, mày biết tao, tao biết mày, chứ còn không thì thâu. Còn những á, mà tiểu là những cái mấy cậu mà nhỏ vô nói đó là nói thiệt luôn đó. À, đó là em nói thực sự luôn. Nếu con quen nó là người dân tộc này, em này, em là người Nha Trang nha, mẹ em á là người Nha Trang, cha em người Huế, đúng không? Mà sao cái người dân tộc mượn em, cái người dân tộc có mượn em năm này là bả, là lúc hầu mượn em á, lúc hầu em còn con gái là 62 tuổi, năm này á em 40 mấy tuổi, là không phải là 20 mấy năm là bả người dân tộc đó. Em nói thiệt luôn á, người dân tộc ở với em nè đó, chứ không có mẹ nào mà ấy cho mình hết, không có ai mà nói Phật nào cũng luôn lúc nào cũng theo mình, đúng đâu phải mày là con đâu. Bốn biển năm châu các thế giới để ta đi cứu độ chúng sanh, chứ đâu phải là mày là một mình là con. Còn như nó thờ gì Phật Chúa rồi không có đâu anh, tín ngưỡng người nào thờ người nấy thôi, biết bao nhiêu quỷ mà biết bao nhiêu ông mà nó thờ tầm bậy, nghe là cái quỷ ma nó suối nó đem về tầm bậy bạ chứ anh nghĩ đúng không? Giờ anh này tín ngưỡng người nào thờ người nấy thôi, chứ bao nhiêu người mẹ thì quá trời mẹ, mẹ sanh mẹ độ rồi mẹ đủ thứ mẹ, còn Phật đủ các vị nó thờ đủ hết không? Tào lao, đó là cái đó là em thấy là không có được thật là điều em không mấy em nói, chỉ em nói cái số điện với tỷ số điện thoại nào mà lên mạng á. Để mực em thấy em coi, em mực em nói thôi, chứ không phải là giúp đỡ cho nó thì nó nghèo khổ, thì mình giúp những người khổ thì vất vả gian nan. Thì đời bây giờ nè, mình từ thiện em làm nè, em nói thật anh đó, một tháng em từ thiện một với tỷ, một năm em từ thiện hai ba lần. Em cuộc đời á, em đã là em xin em tắt ba cây nhang nè, cho em á đừng tham sân si hận thù anh ghét lòng em, có xin ơn trên giúp bỏ cho con. Em tắt ba cây nhang em giá gì cái tiền em xuống biển là em ăn, em làm em ăn. Còn cái tiền mà người ta tới á, em giúp cho người ta, giúp cho chúng sanh á, ta tới ta thấy hay á, ta cúng cho em, cúng cho bà, thì em lấy cái tiền đó em mua gạo em tự thiện hết, không có gì mà dính dáp gì trong lòng của em á. Em nguyện trong tâm của em á, em nói thật với anh vậy đó. Nó hồi đó chồng em nó ngang ghê lắm, nó không có tin đâu, nó chửi em. Bộ chồng em á, từ cái ngày đó giờ nó thấy dầu đầu á, nó đâu có dám chửi. Sáng sớm nó còn tính ngữ hơn em á, sáng dậy sớm nó còn thách ngang hơn em nữa. Nói thiệt với anh á, chồng em rất là ngang, nói em là đồ khùng đồ điên không mà, nó không phải giỡn đâu, không phải nghĩ đâu, tao không phải mà căng mà mượn về mà để cứu độ chúng sanh, tao lựa cho đẹp để tâm tốt tao mới ghé vào, tao đãi chọn đổn so, tao dọn chọn hết đầu, tao chọn tao lựa tao lập hết đó, tao mới tránh được một người chứ không có đâu tầm bậy á. Đó là em thật sự đó. Em nói là bữa nay em nói là em thật sự cho vui, em có sao thì em thấy sao em nói gì chứ không có đâu. Đó là quỷ ma dựa vô rồi nó nói ông này bà kia dầu đó, nói robot tụ đồ tụ Phật nằm như đúng Phật nào nằm đúng đó. Nói trời trời, đó là em hết đó. Nói trời trời để nói chứ là đúng thì thôi, khi nào đúng không phải lái đâu, khai nhãn này con mà khi á đã cắt răng rồi không bao giờ với chồng con được, cũng vẫn ở mà mạnh ai nó ngủ, chứ phải dâm dục anh vậy đâu, có đâu anh. Đó là em nói thiệt luôn đó. Đó là em có, em mới nói, chứ còn không có em nói em mang tẩu lộ miệng của em mới thực hàng ngày em vẫn còn làm, không bao giờ em nói ra, nói thêm người ta chi mình mang tội lỗi đưa thêm, mang ác cảm thêm, không có đâu anh nghĩ đúng không? Dạ. Mấy anh á thì không có biết rồi sao này, mẫu lần nha, người ta lên người ta dựa vào mình nha, khi á mà chưa có mùi á nha, khi á mà mùi hành em 26 năm là lúc đó là em mở căn á, là năm ngoái năm dịch á là em đã làm rồi. Em kể cho anh nghe nha, khi nha người ta vô mình á, khi nha
nói cái gì hả cũng là trúng hết á. Ai tới mà nói hả, khi mà mấy người đi đẻ ở sớm em hay hoặc bất cứ ai mà em nói là em nói là sẽ ngày mai có, mà em nghĩ là em cũng không có căng, em nghĩ em không biết luôn á anh. Hành em mà đến đẩu mà em nói hồi tối thôi em mua mừ đâu vớ, mà chân cẳng em rung cục gì á, mà hả đi bác sĩ nào cũng nói em là làm coi sao mà chị làm dữ vậy, chị làm gì mà phá chức vậy, mà em có làm gì đâu. Xuống thì ghe vô nó rinh lên bờ cho em nội em căng thôi, em tính tiền thôi cho em đâu có làm gì đâu, mà hở xíu thì kiệt sức đi xuống bác sĩ đến đẩu. Mà thằng chồng em nói chứ thôi bữa đây hả tao không dám chở mày lên nhà thương nữa, chở lên nhà thương bác sĩ tao kêu mày là dễ đò, nói tao thì tối làm nũng chồng. Hành ghê lắm, hành lịch sử lận, hành mà nằm chịch dẹp, hành cho đến chết luôn rồi, chứ không phải hành mà đi đồ anh dĩ được rồi mà thoải mái rồi đâu, không có đâu. Em nói thiệt á, tại em có, em đau khổ lắm anh ơi, giờ em thấy những cái người mà hành đồ vậy á, em thương rất là thương. Tại sao? Mình trải qua rồi, mình rất là khổ sở, mình rất là đau khổ. Đến đẩu mà anh biết không, tối hàng đêm em ngồi em cầu nguyện xin ơn trên cho em chết đi, chứ đừng có để cho em sống cái gì mà đau khổ nữa rồi. Em nói thật với anh luôn á, hành chết luôn mà hành không được, tại cái phúc hậu mình còn, tại coi thử thách mình có vượt qua hay không. Ý là thử thách em có vượt qua, thử thách về này, tiền bạc này, danh vọng này, tình cảm này, coi thử có vượt qua nữa hay không nữa. Chứ không phải giỡn đâu, đâu có, nó có xe nhê đâu anh ơi. Mấy cái người đó có xe nhê, tại mình có, mình đau khổ, mình 20 mấy năm mình chừng trải cái này cái kia, mình vượt qua, rất là vượt qua. Với cái người ta mà có căng nha, em nói anh nghe nha, nếu mà căng thực sự mà người ta ơn trên ta chọn nha, ta lùi xùi lắm nha, ta không bao giờ ta sĩ diện, ta không bao giờ đẹp đẽ, ta đau khổ lắm, tấu cái chỗ ngủ ta cực khổ lắm, ta không bao giờ mà kiểu như mà danh vọng là còn tham sân si, còn cái người nghèo khổ ai biết cho mình tới, là người ta phải bắt buộc cho mình phải sống khổ cực anh vậy mới nghĩ là cái người vất vả như mình. Chứ không phải mà kiểu như mà cao sang quyền quý đâu, cao sang quyền quý đâu anh nghĩ đúng đâu, cái cực khổ ai nhìn cho mình đó, có đâu. Em nói thật như gì này, em nói thiệt với anh đó, không phải là em phê phan gì, em cũng là mấy cái nhà, 3-4 cái nhà, 3-4 miếng đất, danh vọng em có, mà sao cuộc đời của em nó khổ anh gì, phải khổ, phải hai chữ khổ, khổ mình mới cứu độ chúng sanh, mình mới thương được là chúng sanh. Chứ nếu mình đã có anh vậy mà mình giàu nữa, mình coi chúng sanh nó nảy ra tình cảm tham sân si sao anh, nó phải giỡn, có đâu, nó có một cái giá hết rồi, nó mượn thì nó phải trả đó. Đời mà ta kêu là phước ai thì nấy hưởng, duyên ai nấy đến, nợ ai nấy trả, cái nợ nó phải trả thôi anh, chứ không có nào mà căng nào mà hành đâu. Đó là em nói thiệt á, là còn duyên á thì kẻ đó người đưa, mà hết duyên đi sớm về trưa một mình á, nó hết duyên thằng chồng của nó, đầu là giờ cái thằng khác đó nó. Em nói thật á, đó là em nói thật sự luôn đó. Yeah. Đúng không anh nghĩ đúng không? À, đó là em nói thiệt sự trong lương tâm của em. Còn á, khi người ta đã có cái đó hàng đêm, chia lại ta phải niệm Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Đó, người ta niệm Phật nè, niệm Phật mở trí thông minh, bao nhiêu việc ác người ta không có rinh vào lòng. Mà niệm Phật là cứu được tổ tông, ông bà, cha mẹ mình, còn nói, đang nói mấy cái câu đó rồi xong hết. Ta phải ấy, ta phải chỉnh chề cho còn mấy em có. Đó là em nói thực sự đó. À, em thì em lên đây thì em thấy cái số điện thoại đó, thì em nói với mấy anh không có. Giờ ở với chị ủng hộ cho bà ngoại đồ, thì cái đó là đúng. Còn như nó không có đâu, tại em biết nè, em 26 năm lận anh đau khổ lắm, chồng em bỏ em bơ vơ, mà cơ sở em làm ăn rồi gì mà nó thấy em nó sợ, nó không dám đỡ luôn. Mà chồng em rất là tội, không bao giờ mà nặng nhẹ em bất cứ cái gì, mà rất là tội. Mà vẫn á, bởi vì em mới nói chồng em á, cảm thấy ở với tôi ở được thì ở, ở không được á, nhà đó cái nào ông lấy một cái, nữ trang xe cộ tôi cho hết tất cả, tại cuộc đời của tôi là không có còn gì ở chỉ tôi gây ra tôi phải trả chồng như con. Chứ còn nếu mà cuộc đời tôi ăn một hộp cơm muối nó cũng vui rồi. Là mấy cái người có căng á, ta không có xâm si gì về đời đâu. Nó lại nói thiệt à, ta không có xanh xôi về đời đâu, ta ăn một hộp chén cơm muối ta cũng vui vẻ nào, chứ ta không có còn cái sắc đẹp ở ngoài đời nữa. Nó lại nói thiệt à, làm nói thiệt với anh á, ta không có bài gì sao, ta không có còn sắc đẹp nữa, dù ta ăn một miếng muối miếng cơm ta cũng vui vẻ, chứ ta không có cần, ta không có quan tâm cái chuyện đó của cả danh vọng. Đó là em nói thật á à, à, đó là em nói thật á, ta không có ham danh vọng đâu. Ta miễn sao á là hàng ngày á ta làm 24 tiếng đồng hồ,
ta tu tâm tích lũy. Còn như thế ta nợ trần á, ta nợ chồng nợ con thì ta phải trả, trả hết ta đi à. Cái còn nó mà nếu mà tham sân còn ở ngoài đời nó, ta không có đâu. Là người đó là có căn á, tức là nó thực sự đó. Người ta coi người ta sống hả, dù hả, anh nghĩ đi, người ta đua đòi ta mặc đồ này đồ kia, chứ người ta mặc bộ đồ một ngày á, ta chỉ một bộ đồ thôi, chứ ta không có cần cái gì hết. Một đôi dép lào ta mang cũng được. Mấy cái người đó ta không có cần gì đẹp đẽ trong người nữa, giặt chắc ta không có còn nữa. Nói thật nữa, ta chỉ cần giặt chắc đẹp đẽ như ở người anh thôi, chứ còn giặt chắc ở ngoài đời ta không có cần nữa. Ta nói là của tạm bợ ta không có cần nữa. Nói thật sự luôn đó. Em đó là em nói thật, em lên đây là nói thật sự. Tại em có, em qua cuộc đời của em qua khổ ải biết bao năm, nước mắt em chan cơm chảy ròng ròng, anh biết không, đau khổ ghê gớm luôn. Con và chồng nó lánh xa mà các người thân nó cũng sợ luôn rồi. Nó nói mỗi lần mà lên cơn đồ gì, mỗi lần mà thấy ở buồn bã lắm. Em nói nè, cỡ mà nào cỡ 4-5 giờ nó buồn ơi là nó buồn không thể nào, muốn chết thôi mà. Đến tấu đến khuya nhanh, đến bắt đầu đến cỡ 7-8 giờ nó vui, đến 10 giờ nó vui, đến 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ em nói nó lục đục như ma vậy. Ta hành mình đó, giỡn đâu. À, cái điều nó nói ra mấy người chưa biết, mấy người nói này kia nọ tội không có đâu, ta giả tạo không có. Tại ta có em, có em mới biết sợ cha mẹ em chứ hả? Anh em khổ cỡ nào anh biết không? Đi 5 bệnh viện, anh biết bao nhiêu tiền rồi. Đi 5 bệnh viện mà nói bệnh nào cũng nói một chứng thôi. Một là tai biến, thứ hai đột quỵ, thứ ba nữa là tiểu đường. Mà rút cuộc giờ em mạnh như con trâu vậy, có bệnh có đau gì đâu. Từ ngày mà ra đến giờ, ra căng đến giờ, em mạnh như con trâu, có bệnh có gì đâu. Ta hành một thời gian nào đó coi mình có tỉnh giấc không. Ý là ta hành nè, ta hành coi mình còn này, có tham sân si không là một này. Thứ hai nữa, có hướng về tính nghĩa ông bà cha mẹ tổ tiên hay là ơn trên không này. Trước nhất là ơn trên cha mẹ ông bà của quyền thất tổ mình. Thứ hai nữa, mình có sống đối xử về chồng con cái có đẹp đẽ không này. Thứ ba nữa, mình còn ham sân si dục vọng hay không, còn ham tiền tài của cải mà. Ý là tiền tài á, chính nghĩa thôi, đừng có tham sân si của ta, tự mình bàn tay mình làm chính nghĩa mình ăn, chứ không có tham sân si của người ta này. Đó là ba thử thách, tức là coi thử mình cái tâm mình còn cái này kia nọ không. Người ta đó là người ta đãi so đãi trạm biết bao nhiêu năm, rồi khi mùi mình mới được ra, chứ còn đây lên nói gì mùi cả. Lúc đó mình mùi không mà mình tuyệt quệ luôn á. Coi thử thử thách mình có vượt qua không, đốt cho mình chết á, chết có vượt qua không, rồi mình mới ấy. Mà vượt qua là đầu mình phải độ, mình phải sống lại, mình phải biết lại người. Nó giỡn đâu anh ơi, không có đâu. Đó là mấy người đó tào lao đó, nó làm nói thật đó. Có đâu nữa, lừa đảo người ta ăn, lừa đảo người ta này kia nậu, tậu cho bà hoại thôi. Nghĩ sao mà lên cái đó hả, nó cũng như chơi hàng đá vậy. Mỗi lần anh nói, em nói anh nghe nè, đang ngầu chơi vậy đầu hả, nấu bắt đầu vô rồi nha, bắt đầu nước mắt hết chảy ngáp lên đầu khóc rồi nói tầm bậy bạ hết, chắc hết à, dối chừng có 15 phút 20 phút hết à. Em nói thiệt đó là có ở xóm em á, ta đi ngang ta thấy mỗi lần em lên đến vậy á, bà cái người mà vô em rồi à, bắt đầu ta kêu em khùng không à, ta đâu biết đâu, mấy người bên đạo của anh à, đạo ta đâu có tin đâu, ta nói em khùng, ta nói á, bắt đầu nó lên cơn á, lên xì ke rồi đó, nó lên thằng đá, nói thật sự luôn. Mà em cũng nói em ráng, cô em bắt khi mà em tỉnh lại em nói là xin ơn trên á cho con soi sáng, những cái người nói con vậy sau này để con tỉnh con làm cái việc gì đó cho người ta tôn trọng con. Giờ ở sớm này người ta tôn trọng em cỡ nào, ta nói gì thì nó bị căng đồ hành đồ vậy đó, giờ người ta thương em lắm. Mình sống sao á để cho người ta thương mình, chứ đừng có mà sống á, thương thì khó mà ghét rất là dễ. Nó nói thiệt dây sự với anh, nó không có đâu. Người đó lừa đảo người ta ăn, tội cho người ta, tội cho mạnh thường quân, tội cho những cái người mà lớn đóng góp lại tội. Còn như tỷ con nó hoặc là thầy bà hoại đồ thì đó, những cái người già ta lao động không có thì cho mấy người đó. Em không có nói này, những người hỏi anh mà không có căn mà hành mà tự nhiên như chồng con bỏ vô, tự nhiên giờ có được ít đồng vô cặp người khác, không có đâu, căn nào đó căn quỷ căn ma vô rồi có. Ông bà cha mẹ không có độ cái vụ đó nữa. Em nói thiệt luôn, cổ quyền thất tổ mình á, không bao giờ trường hợp á, cái chính đời chính kiếp á, cái dòng tộc mình á trước đây á, cái tỷ có cái phần nào đẹp đẽ ta về ta ghé vào ta độ cho mình thôi.
chứ còn mà đồ mà để lấy tiền lấy đồ mà đi này kia nọ đi đi chơi đi này giả tạo đạo tạo đời á. À, em nói thật đó, đó là mượn đạo tạo đời á. Em nói thiệt em ngang lắm, nhiều khi nha người ta đến nhà em học ở nói về sắc mẹ sắc đồ em không bao giờ em nói không bao người ta đã khi mặt căng ta không có giấy thử xong ta không có ấy ca ta không có thương danh thương tánh đâu. Em nói anh nghe này, không có mẹ nào mà nói ờ à, để tôi ngầu tôi coi dù hàng ngày dù lấy tiền vô mẹ nào mà độ cho mình không có đâu anh. Kiểu như cái ngày cái khi mình bị hành á, cái người đó nha nó ghé vào mình là trước đây mình với người ta là có duyên có nợ. Em nói cho anh nghe nè, trước đây á mình với người ta là có duyên có nợ. Hầu trước cái kiếp trước của mình á, dầu ta bắt đầu ta ra đi đi ta tu ta ẩn chỗ nào đó kiểu như là ơn trên đưa xuống anh vậy đó, kiểu như là tu chưa có thành quả đầu mượn cái xác của cái người đó. Cái tỷ với anh với em đi là anh mượn cái xác em đi anh ghé vào bắt đầu ơn trên ta sàng lọc ta đãi cho khi mẹ khai diễn mẹ điển một lần thôi cho anh thôi là mẹ bắt đầu là mình nha, khi bắt đầu vô mình rồi nàng đãi cho đãi sàng lại ta thẳng vô trong người mình vô ra rô ra vậy bắt đầu ta thử thách mình vượt qua hết tất cả lúc đó là ta mượn cái xác mình luôn là ta mượn mình ta giữ cái xác mình luôn đó anh ta giữ mình biết biết luôn đó 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 là ta giữ cái xác mình luôn đó nha ta giữ xác cho mình với tỷ này mình làm việc cho người ta hoặc là bệnh đau hoặc là mình cúng thiền ghe hay bắt đầu là mình coi cái gì hay là mình sơ mình cúng về phong thủy là biết nút bộ anh à ông thằng táo bà thằng táo đồ đó đó cuộc đời của mình là có hai ông thằng cửa với thêm ông thằng táo đó nói thật với anh vậy đó nó không phải giỡn đâu có không có đâu nói cho anh biết chị rồi cảm ơn đó chị dạ. Nha dạ dạ rồi bữa nào chị em dạ. Nói chuyện tiếp nha chị dạ em cũng hơi bận thôi nha đó là nói thật sự đó dạ. Mấy người đó láo á chứ không có đâu tại em có em biết cái số điện thoại em này em nói thiệt cái ngày nào em cũng khách em cũng làm hết á mà em làm đi từ thiện hết à em nói thật vừa đầu tháng 4 á em cũng mua gạo với mì tôm em phát hết dầu rằm tháng 7 em cũng mua mì tôm gạo em phát hết dầu đến cuối tháng 11 tháng hết tháng 11 này đầu tháng 10 gần Tết á em cũng mua ít chục thùng sữa em định là mua 50 thùng sữa 50 thùng sữa với bánh em lên trẻ mồ côi em từ thiện em nói thiệt á em làm một năm người ta cũng cho em gần cả 100 triệu em từ thiện hết á em để đã em nguyện trong lòng em tự thiện cho hết đó em không có để giờ ơn trên cho mình những gì sai biểu mình làm cho người ta chứ em không có để công người của em thật sự đó có người ta ham muốn dục vọng sao nha bữa nào dù anh em mình nói chuyện số điện thoại của em thấy trước tay em nói à em nói thiệt rồi tại mình có mình mới biết chứ dạ. Mình có mình trải qua mình mới biết người trong cuộc mới biết người trong kẹt chứ làm sao người không chủ trong cuộc không biết người trong kẹt vậy đúng không dạ. Người mấy anh làm sao thấy thiệt là em nói luôn á người trong cuộc có biết người trong kẹt chứ mấy anh không thấy đâu mấy anh chỉ mờ ảm kiểu như tao mờ ảm tao không cho mình biết vậy thôi chứ người ta có căng á là ta nhìn ta thấy hết à ta có trí huệ ta nhãn ta nhìn ta thấy hết á còn mấy anh không thấy đâu nói thật sự luôn em nói thật đó dạ thôi nha à cảm ơn chị đây ta có ta thấy ta nhìn được chứ còn mình nhìn không được đâu dạ, thật dạ. Sự à ta nhìn ta thấy làm sao mình thấy được ta khai nghĩ cho mình mà còn mình tay ngang sao mình thấy ra được dạ. À, ta lừa ta vợ mắt cho mình à chứ thôi nha em cảm ơn rồi. Dạ rồi chào chị ạ à, rồi.